Anh em thân mến, như chúng ta đã biết thì khi Mỹ xâm lược Việt Nam, chúng đã mang tất cả những thứ của nhà trồng được sang Việt Nam, bao gồm hàng tấn vũ khí trang bị, đạn dược vô cùng hiện đại. Chúng quyết đưa Việt Nam về thời đồ đá. Câu hỏi được đặt ra lúc này là Mỹ đã để những thứ vũ khí khổng lồ đó ở đâu? Nơi nào mới có thể chứa được hết tất cả những thứ phục vụ cho chiến tranh xâm lược Việt Nam? Và câu trả lời chính là kho dự trữ chiến lược Tổng kho Long Bình. Nơi đây có đủ mọi thượng vàng hạ cám phục vụ cho chiến tranh. Bởi vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, Tổng kho Long Bình vẫn giữ những bí mật kinh hoàng. Thậm chí mới đây có thông tin cho rằng một nửa thành phố Sài Gòn và toàn bộ thành phố Biên Hòa sẽ nổ ngay tức khắc nếu dám thực hiện việc này tại Tổng kho Long Bình. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Liệu có phải Mỹ đã cài cắm thứ gì vào Tổng kho Long Bình? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, người ta nói rằng Tổng kho Long Bình có đủ mọi thứ từ cái to như máy bay trực thăng, xe tăng thiết giáp đến cái nhỏ như khẩu súng tiểu liên AR-15, quả lựu đạn hay cái cúp của bộ quân phục. Từ những thứ giết người như bom đạn cho đến những thứ nuôi sống và phục vụ con người như gói cơm sấy, hộp dầu chống vắt đều có cả. Tổng kho Long Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 24 km² với hàng chục phần kho. Mỗi phần kho bao gồm hàng chục dãy nhà kho cả nổi cả chìm, tùy theo loại hàng hóa mà nó chứa trong đó. Các nhà kho nổi thường được làm bằng nhà thép tiền chế khẩu độ rộng với chiều dài từ vài chục đến hàng trăm mét. Còn các kho chìm dùng để chứa bom đạn, hóa chất thì thường có mái vòm bằng tôn dày, sau đó đổ đất lên trên. Để ra vào tổng kho có 12 cổng mở theo nhiều hướng khác nhau với hệ thống đường xá rất hiện đại. Hàng ngày có hàng ngàn chuyến xe trọng tải lớn ra vào, song không bao giờ có hiện tượng ùn tắc xảy ra. Với khối lượng hàng hóa tàng trữ trong kho lên đến hàng chục triệu tấn, Tổng kho Long Bình trở thành kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ và được quản lý bằng máy tính IBM 360/50, một trong những hệ thống máy tính hiện đại nhất thời đó. Do tính chất quan trọng như vậy, Tổng kho Long Bình được bảo vệ hết sức cẩn mật và nghiêm ngặt. Xung quanh tổng kho có hàng rào dây thép gai từ 7 đến 12 lớp. Giữa các hàng rào dây thép gai đều bố trí mìn nhiều loại. Phía trong và ngoài hàng rào đều bị phát quang. Phía trong hàng rào có đường dành cho xe tuần tra. Dọc đường tuần tra, cứ vài trăm mét lại có một tháp canh. Trên đó được trang bị đèn pha cực mạnh để chiếu sáng ban đêm. Giữa các phần kho cũng có hàng rào dây thép gai. Toàn bộ phần bên trong kho gần như không có cây xanh lớn, chỉ có loại cỏ Mỹ mà lá sắc như dao. Đảm nhiệm công tác bảo vệ kho thường xuyên là 2.000 sĩ quan, binh lính. Ngoài ra, còn một số đơn vị chiến đấu cũng có doanh trại trong khuôn viên kho nhưng được ngăn cách đặc biệt với kho hàng. Từ khi thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, quân đội Mỹ giảm dần sự hiện diện tại chiến trường miền Nam. Cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam thì Tổng kho Long Bình cũng từng bước được bàn giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi về tay Việt Nam Cộng Hòa, lượng hàng hóa trong kho vẫn còn tương đối phong phú, nên quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn khá dồi dào về nhiên liệu, đạn dược. Các tài liệu lưu trữ cho thấy, tháng 2 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng 78.000 tấn bom đạn, nghĩa là gần bằng những tháng cao điểm khi còn quân Mỹ, trong cả năm 1973. Việt Nam Cộng Hòa sử dụng 326.000 tấn bom đạn, nhiều nhất từ trước đến lúc ấy. Tuy nhiên, của kho không vô tận. Cùng với lượng viện trợ của chính phủ Mỹ giảm dần từ 1,4 tỷ đô la Mỹ trên một năm xuống 700 triệu rồi 300 triệu đô la Mỹ trên năm, lượng hàng hóa viện trợ cũng giảm sút nhanh chóng. Theo hồi ký của tiến sĩ Nguyễn Bá Cẩn, một trợ lý thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì từ năm 1973 trở đi, lượng hàng hóa, vật tư dự trữ trong Tổng kho Long Bình chỉ đủ đảm bảo cho quân đội 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Mùa xuân năm 1975, sau những thất bại liên tiếp tại địa bàn quân khu 1 và 2, ông Thiệu chủ trương chỉ hoãn chiến, cố giữ lấy quân khu 4 và vùng đất còn lại để tìm một giải pháp chính trị, nên đã ra lệnh cho quân đội phân tán Tổng kho Long Bình về địa bàn quân khu 4 miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, công việc này được triển khai chậm và thiếu tính tổ chức nên không mấy hiệu quả và thất thoát nhiều. Hãy nghe một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đoàn 4 hồi tưởng. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Ban Chỉ huy Trung đoàn đóng tại trường Trung học Cần Duộc, phía trước là đồng ruộng. Sau mùa gặt nên đất đã khô và trơ những gốc rạ. Tổng kho Long Bình có lệnh phân tán quân trang quân dụng nên đã đưa xuống đây cả mấy chục chiếc GMC và xe Jeep các loại
kèm theo một lệnh miệng. Mỗi xe chỉ có đầy bình xăng, sử dụng chiếc nào đến hết xăng là bỏ luôn. Vừa xe, vừa gạo, vừa quân tràng chất thành những đống cao giữa trời trên những đám ruộng khô. Trước tình hình ấy, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, một phân đội đặc công của quân giải phóng miền B2 được giao nhiệm vụ tấn công tổng kho Long Bình và họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp mấy khó khăn. Từ đó, tổng kho Long Bình thuộc quyền kiểm soát của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Những tin đồn nửa thật nửa ngờ đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Do quy mô lớn, hàng hóa phong phú lại được bảo vệ hết sức cẩn mật, nên ngay từ khi mới đưa vào sử dụng, tổng kho Long Bình đã được bao bọc trong màn khói vô cùng bí hiểm và gây sự chú ý đặc biệt đối với dân chúng xung quanh nói riêng cũng như cả miền Nam nói chung. Người ta thì thầm rỉ tai nhau, tổng kho Long Bình không thiếu một thứ gì, kể cả những loại vũ khí tối tân nhất. Rồi họ ngó trước, ngó sau và tranh luận với nhau xem trong đó có bom nguyên tử hay không. Lại có người viện dẫn lời của những người quen biết làm ở trong mà khẳng định chắc nịch. Trong đó có hai mũi tên gãy là loại vũ khí tối tân nhất của Mỹ, có sức hủy diệt ngang với bom nguyên tử và vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Có thông tin cho rằng, ngoài những nhà kho trên mặt đất thì tổng kho Long Bình còn có một hệ thống hầm ngầm lớn hơn rất nhiều, có người còn khẳng định rộng đến 300 km². Các kho ngầm này có nhiều lớp cửa, khóa cửa có mã khóa bí mật. Nếu mở không đúng sẽ tự hủy và vụ nổ này có thể sẽ tàn phá một nửa thành phố Sài Gòn và toàn bộ thành phố Biên Hòa. Thật sự đó là những thông tin hết sức hấp dẫn đối với trí tò mò của mọi người. Và đến nay, những điều đó vẫn là bí mật, chưa có lời giải. Trong khi đó, ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng kho Long Bình được sử dụng làm nơi đóng quân của hầu hết các đơn vị binh chủng kỹ thuật của binh đoàn Hương Giang như lữ đoàn xe tăng 203, các lữ đoàn pháo binh, công binh và phòng không. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng chỉ sử dụng phần doanh trại của các đơn vị quân đội và nhà ở của sĩ quan, binh sĩ, nhân viên tổng kho và không đụng chạm gì đến các phần kho. Trong thời gian đầu, khi mà công tác bảo vệ kho chưa vào quy củ chặt chẽ, thì lính tráng các đơn vị cũng dành nhiều thời gian khám phá xung quanh và họ chỉ biết trầm trồ trước sự phong phú, dồi dào của hàng hóa, vật tư chứa chất ở nơi đây. Riêng về xe quân sự, kể cả tăng thiết giáp và ô tô đã lên đến gần 1.000 chiếc. Tất nhiên, họ cũng thu một số chiến lợi phẩm, song chủ yếu là đồ ăn, thức uống, cùng một số vật tư phục vụ cho việc bảo quản, bảo dưỡng trang bị mà thôi. Còn các đơn vị cũng tranh thủ tăng cường vào biên chế của mình một số loại phương tiện vận tải thích hợp. Một thời gian ngắn sau đó, Tổng kho Long Bình được giao cho Tổng cục Kỹ thuật quản lý. Từ đó, công tác bảo vệ và bảo quản được tiến hành chặt chẽ hơn rất nhiều, nên hầu hết vật tư, hàng hóa trong tổng kho vẫn còn nguyên vẹn. Song song với việc đó, một đoàn cán bộ kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Hà Nội vào đã nhanh chóng tiếp quản và khai thác thành công hệ thống máy tính IBM 360/50, trong đó có dữ liệu quản lý kho của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi khai thác thành công, khoảng một tháng sau ngày tiếp quản, đoàn công tác đã cung cấp cho Tổng cục Kỹ thuật danh mục toàn bộ hàng còn tồn trong các kho, trong đó kho lớn nhất là Tổng kho Long Bình. Đây là một thành công lớn trong công tác tiếp quản tổng kho của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với dữ liệu đầy đủ và lực lượng được tăng cường, công tác quản lý và bảo quản hàng hóa, vật tư trong Tổng kho Long Bình đã càng ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo quy trình nghiêm ngặt đối với những chủng loại hàng hóa khác nhau. Các loại hàng hóa, vật tư phù hợp đã được huy động phục vụ cho việc sửa chữa trang bị vũ khí, đặc biệt là phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Một số phế liệu hoặc vật tư lưỡng dụng có thời hạn cũng được thanh lý để dùng vào mục đích dân dụng như lốp xe cũ, nhựa đường. Thời kỳ đổi mới, một phần diện tích của Tổng kho Long Bình cũ đã được sử dụng cho mục đích khác như xây dựng khu công nghiệp, doanh trại quân đội, nhà ở cho cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vẫn tiếp tục được sử dụng làm kho của quân đội, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và vẫn có phần kỳ bí như xưa. Trong điều kiện đó, những tin đồn xung quanh cái tổng kho bí ẩn vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi, nhất là khi có một sự kiện nào đó như cháy, nổ xảy ra quanh khu vực đó. Nào là Việt Nam đã nhờ cả Liên Xô mở khóa các kho ngầm, một số chuyên gia đã bị hy sinh, song vẫn không thành công. Nào là sau khi quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được bình thường hóa, phía Mỹ đã đề nghị Việt Nam cho họ mở khóa với điều kiện sẽ cửa đôi những thứ trong đó, riêng hai mũi tên gãy phải trả về cho họ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà phía Việt Nam không đồng ý, vân vân và vân vân. Những tin đồn về Tổng kho Long Bình không
không chỉ tồn tại trong nước mà cả ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ. Thậm chí một tờ báo Mỹ còn đưa tin, năm 2001, Mỹ từng cử một đội biệt kích thuộc quân đoàn Ghost Recon và Skull tham gia chiến dịch thu hồi hai mũi tên gãy ở Việt Nam, nhưng nhiệm vụ thất bại. Toàn bộ 12 binh sĩ Mỹ hy sinh tại Long Bình do bị phát hiện. Tất cả thi thể 12 binh sĩ đều bị tiêu hủy hoàn toàn. Anh em thân mến, mặc dù đã được bảo vệ như vậy, thế nhưng tổng kho Long Bình cũng đã bị đặc công quân giải phóng hỏi thăm nhiều lần và cũng tổn thất đáng kể. Trong đó phải kể đến trận đánh vượt 9 lớp rào kẽm gai tấn công tổng kho Long Bình của bộ đội đặc công. Và người ta cũng chứng minh rằng trong cuộc chiến Việt Nam, không một nhóm đơn lẻ nào khiến lực lượng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lo ngại bằng đặc công quân giải phóng. Tác giả James G. Zumwalt, cựu trung tá thủy quân lục chiến James Zumwalt từng chiến đấu tại Việt Nam, ghi nhận trong một tài liệu thú vị. Căn cứ tưởng như bất khả xâm phạm lại bị đột nhập mà lính Mỹ không hề hay biết. Các binh sĩ đặc công quân giải phóng đã được đối thủ của họ trên chiến trường nể phục. Họ luôn tạo ra nhiều mối đe dọa đột kích nhằm vào quân Mỹ. Trong đó đặc biệt đáng chú ý là khả năng siêu việt trong việc âm thầm đột nhập vào những nơi được canh gác cẩn mật nhất. Trong vài trường hợp, lính đặc công mất cả ngày để đột nhập và thoát ra khỏi căn cứ mà kẻ thù không hề hay biết. Họ luôn làm việc theo nhóm với số thành viên tùy thuộc vào nhiệm vụ. Và người ta có thể cho rằng nếu đem ra cân đo đong đếm, đặc công là lực lượng gây ra nhiều tổn thất cho các nỗ lực chiến tranh của người Mỹ hơn bất kỳ một đơn vị chiến đấu đơn lẻ nào khác. Năm 1972, Đại tá Tống Viết Dương, chỉ huy Trung đoàn Đặc công 113, được huấn luyện đặc biệt về chiến tranh phi quy ước. Ông đã phái một nhóm đặc công thực hiện cuộc tấn công nhằm vào kho đạn lớn nhất của kẻ thù, nằm tại Long Bình, gần Biên Hòa. Căn cứ Long Bình rất lớn, bao trùm một diện tích chừng 5 km². Nhiều loại đạn được dự trữ ở đây, từ đạn súng nhỏ tới đạn pháo và cả vũ khí của máy bay. Tất cả số vũ khí đạn dược này sẽ được phân bổ tới các căn cứ quân sự khắp miền Nam. Ý thức được rằng một kho vũ khí quan trọng như thế rất dễ trở thành mục tiêu tấn công, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách làm cho Long Bình trở nên bất khả xâm phạm. Họ nghĩ đã thực hiện được điều đó. Căn cứ được bao bọc bởi 9 hàng rào kẽm cao 2m, bên trên trăng trịt gai. Từ hàng rào thứ nhất ngoài cùng tới hàng rào trong cùng trải dài hàng trăm mét, khoảng giữa là những gò đất và vùng ngập nước. Khoảng cách giữa hàng rào thứ nhất và hàng rào thứ hai lớn hơn nhiều cự ly giữa các hàng rào còn lại. Ngay bên trong vành đai ngoài của doanh trại là các tháp canh nằm cách nhau từ 200 đến 500 mét. Cách bố trí này tạo cho phe phòng thủ có thể dễ dàng bắn chéo cánh sẻ vào quân đột nhập. Mỗi chốt đều có người canh gác 24 trên 24 giờ. Ban đêm, đèn pha trên tháp canh liên tục quét cả bên ngoài lẫn bên trong vành đai ngoài cùng từ chập tối tới lúc sáng. Nhiều hộp thiếc được buộc vào hàng rào phía trong để người đột nhập nào sơ ý đụng phải sẽ phát ra âm thanh. Giữa các hàng rào còn có vô số mìn sa thương. Vị trí đặt mìn được thay đổi liên tục để đối phương không tài nào đoán biết được. Bẫy pháo sáng cũng được cài nhiều nơi. Khi bị kích hoạt, ông phóng sẽ bắn pháo sáng lên độ cao hàng trăm mét. Rồi một chiếc dù bung ra giúp pháo sáng rơi xuống từ từ và trong lúc rơi nó soi rọi một vùng rộng lớn. Các kho đạn ở Long Bình được bố trí phân tán trên một khu vực rộng lớn để tránh trường hợp một kho phát nổ sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Binh lính liên tục tuần tra xung quanh bằng xe cơ giới. Mỗi đợt tuần tra cách nhau 5 phút. Bên cạnh đó, lính tuần đi bộ cùng với chó đánh hơi cũng thường xuyên hỗ trợ lực lượng tuần tra cơ giới. Mìn bên trong các hàng rào thép gai tạo cảm giác an toàn cho những người phòng thủ, nhưng cũng gián tiếp tạo thuận lợi cho người xâm nhập. Do có mìn nằm giữa các hàng rào nên người ta không thể vào đấy để cắt cỏ, thế nên cỏ mọc rất tùm. Cỏ cao tạo ra tấm ngụy trang lý tưởng cho những người đột nhập vào căn cứ. Do quá tự tin vào mạng lưới bảo vệ, binh tướng ở trong doanh trại để cho cỏ mọc tự do từ vành đai ngoài cùng vào tận trong cùng, giúp cho người đột nhập có thể ẩn nấp trong suốt hành trình của mình. Đại tá Dương biết rõ lối tiếp cận này. 2 năm điều nghiên trinh sát. Những vụ tấn công vào một căn cứ tầm cỡ như Long Bình hiếm khi đến từ một quyết định tức thời. Thông thường, chính trị được tiến hành sau hàng tháng, thậm chí hàng năm trời tính toán. Suốt giai đoạn lên kế hoạch, thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm năng được thu thập. Đối với trường hợp Long Bình, căn cứ này cũng chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu được tính đến và quyết định tấn công chỉ được đưa ra sau 2 năm trinh sát. Cần nhiều thời gian để thu thập tin tức tình báo về một số mục tiêu khả kích trước khi quyết định đâu là đích ngắm ưu tiên. Sở dĩ Long Bình được chọn là vì hai lý do. Đó là mục tiêu dễ tiếp cận nhất và với quy mô lớn.
quân giải phóng có thể gây tổn thất nặng nề nhất cho hệ thống kho vũ khí của đối phương. Sau một thời gian đủ dài, tất cả thông tin về tổng kho Long Bình đã được thu thập đủ và căn cứ này được xác định là mục tiêu ưu tiên của Trung đoàn 113. Nhiều ngày trước khi cuộc tấn công thực sự diễn ra, một buổi tập khô đã được lên kế hoạch và thực hiện. Đây là đòi hỏi cơ bản trong quá trình chuẩn bị tấn công những mục tiêu quan trọng. Cuộc chạy thử do một tổ trinh sát gồm 2 người đảm trách nhằm tránh nguy cơ tổn thất toàn đội. Việc này có rất nhiều mục tiêu như thử hệ thống vành đai phòng thủ và an ninh của căn cứ, thiết lập lối vào ra căn cứ và xác định thời gian thực tế có thể tiếp cận các mục tiêu được định sẵn bên trong căn cứ để đặt thuốc nổ. Tổ trinh sát 2 người thực hiện tất cả những hoạt động mà đội đặc công sẽ tiến hành thực sự, với chỉ một khác biệt quan trọng duy nhất, họ không mang theo chất nổ. Vài ngày sau, khi cuộc tấn công thực sự được tiến hành, 2 trinh sát này sẽ dẫn đường cho đồng đội tiến vào khu căn cứ. Khi màn đêm buông xuống, tổ trinh sát 2 người khởi sự cuộc tập khô nhằm vào tổng kho Long Bình. Một cách chậm rãi, 2 người dễ dàng tiếp cận vành đai ngoài cùng nhờ sự che phủ của cỏ. Khi tới hàng rào, họ không cắt dây kẽm, một nhiệm vụ chỉ được thực hiện trong cuộc tấn công thực sự. Thay vào đó, họ tìm cách kéo các sợi dây ra, tạo khoảng hở vừa đủ để chui vào trong, sau đó phục hồi lại nguyên trạng. Nếu cắt dây kẽm gai thì sẽ để lại dấu vết cho thấy rằng căn cứ có thể đã bị đột nhập. Cuộc tấn công thực sự sẽ thiếu đi yếu tố bất ngờ. Vượt được hàng rào ngoài cùng, đội trinh sát chậm rãi trườn qua bãi mìn trong khi vẫn luôn tìm cách bị lính trên tháp cảnh phát hiện. Mìn và bẫy pháo sáng được định vị và vô hiệu hóa bằng cách găm vào một cái đinh. Vừa xử lý các thiết bị này, nhóm vừa chậm chạp tiến về hàng rào kế tiếp. Sau khi vượt qua mỗi hàng rào, họ lặp lại các thao tác như định vị và vô hiệu hóa mìn cùng pháo sáng ở khu vực giữa các hàng rào, để từ đó mở một lộ trình xuyên qua hệ thống hàng rào bảo vệ khu căn cứ. Cuộc tập khô bắt đầu từ 8 giờ tối. Mục tiêu của nhóm là đi được nửa chặng đường giữa hàng rào thứ 5 và 6 vào lúc 11 giờ khuya. Tiến độ đã được thực hiện đúng, vẫn còn nhiều giờ nữa mặt trời mới mọc, nhưng nhóm không mạo hiểm tiến tới quá gần tới phía trong căn cứ lúc bình minh lên. Thế nên, lợi dụng cỏ cao, 2 thành viên đào mỗi người một lỗ dưới đất và trườn xuống đó nằm đợi. Khi hừng đông, các hoạt động thường nhật bắt đầu diễn ra bên trong căn cứ Long Bình. Có một điều là những người phòng thủ ở đấy không biết rằng có kẻ đã đột nhập ngay bên hông họ. Đội trinh sát lặng lẽ nằm ở nơi ẩn nấp suốt ngày, chỉ cách quân địch vài mét. Sau khi màn đêm buông xuống, nhóm tiếp tục tiến lên để vượt qua những hàng rào còn lại. Đến quá nửa đêm, họ trườn qua hàng rào cuối cùng, tiến vào khu nhà kho. Tại đây, họ tranh thủ tính cự ly giữa các mục tiêu và xác định khoảng thời gian cần để tiếp cận chúng. Nhiệm vụ hoàn tất, nhóm rút lui lặng lẽ y như lúc đột nhập, trườn qua 9 hàng rào đúng theo lộ trình khi họ đến. Vào lúc bình minh, tổ tiên trạm trở về đơn vị an toàn, báo cáo mọi việc với nhóm đặc công chịu trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công. Bình minh như đến sớm. Ngay khi tổ tiên trạm vừa rút khỏi Long Bình, một trinh sát được điều đến chốt tại một địa điểm bí mật với cự ly đảm bảo an toàn, để từ đó có thể liên tục theo dõi hoạt động của tổng kho, cũng như quan sát lối đi mà nhóm đột nhập vừa thiết lập. Bước đi này nhằm biết chắc rằng phía bên kia không có hành động nào ảnh hưởng tới lộ trình ấy trước khi cuộc tấn công thực sự diễn ra. Để đáp ứng tiến độ, đội đặc công đã khởi sự vào buổi tối trước cuộc tấn công 2 ngày. Vào lúc 8 giờ, 2 trinh sát cũ dẫn đầu cuộc tái đột nhập vào căn cứ Long Bình. Lần này, có 5 tổ đặc công theo sau họ. Mỗi tổ mang theo thuốc nổ và thiết bị hẹn giờ. Có 20 người tham gia vào chiến dịch, mỗi tổ gồm 3 hoặc 4 người, tùy thuộc vào mục tiêu tấn công được giao. Mục tiêu càng lớn thì càng cần nhiều chất nổ, vì thế cần thiết phải tăng thêm người để mang theo thuốc nổ. Khi tới hàng rào ngoài cùng, đội đặc công liền cắt dây thép để tạo ra một lỗ đủ lớn cho một người chui qua. Người chui sau cùng có nhiệm vụ nối lại các dây thép để tránh bị lộ. Nhóm dẫn đầu tiếp tục tiến theo lộ trình mà họ đã thực hiện mấy ngày trước đó. Và họ tiếp tục kiểm tra mọi thứ để đảm bảo rằng không có quả mìn nào mới được cài lên trên lối đi ấy. Sau khi đội đặc nhiệm xuất phát, tiến về căn cứ Long Bình, Đại tá Dương không còn liên lạc với họ nữa. Các thành viên của đội trao đổi với nhau bằng cách dùng ngón tay ra hiệu. Khi tới khoảng giữa hàng rào thứ 5 và thứ 6, đội dừng lại và đào hố. Trời vừa hửng sáng, họ đã có chỗ ẩn nấp kín đáo. Đội đặc công nằm im suốt ngày, âm thầm chờ đợi màn đêm buông xuống. Đến khi trời tối, họ lại tiếp tục hành trình. Chừng nửa đêm, toàn đội lọt qua hàng rào cuối cùng. Giờ đây, mỗi một thành viên sẽ tập trung cho nhiệm vụ của mình và vẫn cẩn trọng không để lọt vào mắt lính gác trong căn cứ.
chất nổ được gắn với thiết bị hẹn giờ Mi-8. Thiết bị chỉ bé bằng ngón tay này cho phép cài thời gian phát nổ chậm hàng tiếng đồng hồ để nhóm đặc công có đủ thời giờ rút về nơi an toàn. Sau khi hẹn giờ nổ là 3 tiếng đồng hồ, đội đặc công bắt đầu rút. Toàn đội tập hợp bên ngoài hàng rào, trong cùng trước khi cùng nhau rút đi. Thời gian chậm trễ cho phép chỉ là 5 phút, không hơn. Những người đã tập hợp trước sẽ không tiếp tục chờ trong trường hợp có một tổ nào đó trở ra chậm. Chiến dịch diễn ra suôn sẻ, các tổ chiến đấu đều hoàn tất nhiệm vụ và có mặt ở điểm hẹn đúng giờ. Cuộc rút lui bắt đầu với mỗi thành viên bám theo dấu vết người bò ngay trước mình trên đúng lộ trình mà họ đã đột nhập. Một người để lại dấu chân hoặc dấu tay và 19 người còn lại đặt chân vào tay vào đúng dấu người đi đầu tiên để lại. Do lộ trình đã được khai thông nhiều lần, giờ đây nhóm rút lui nhanh hơn so với lúc họ đột nhập. Sau khi ra được bên ngoài, các thành viên đội đặc công trực chỉ sở chỉ huy trung đoàn. Tại đây, đội báo cáo với chỉ huy rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi trời vừa hửng sáng, Đại tá Dương cùng các chỉ huy đội đặc công đứng trên một gò đất cao nhìn về căn cứ Long Bình. Cả hai liên tục xem đồng hồ, không khí yên tĩnh sau đó đã bị phá vỡ. Một tiếng nổ lớn, nối tiếp là những tiếng nổ lớn khác khi các khối chất nổ do nhóm đặc công cài vào phát hỏa. Tiếp theo đó là các loạt nổ liên hồi từ đạn dược ở trong kho. Bình minh như đến sớm hơn vào buổi sáng ấy, khi có tới hàng chục ngàn tấn chất nổ phát hỏa soi sáng cả bầu trời. Mặt đất dưới chân hai người rung chuyển sau mỗi một tiếng nổ, sự chấn động lan xa tới 30 cây số. Khi ánh ngày chan hòa, ông Dương thấy một quầng khói lớn cuộn lên từ căn cứ Long Bình. Hài lòng với kết quả đạt được, ông cùng đồng sự nhanh chóng rút vào rừng. Cả hai không nói gì, những chuỗi tiếng nổ không ngớt đã nói thay lời họ. Hai năm lên kế hoạch đã thu được thành công lớn. Kẻ thù đã hứng chịu một đòn nặng nề và điều mà Dương còn hài lòng hơn nữa đó là ông không mất một người lính đặc công nào. Anh em thân mến, theo các tài liệu lịch sử, tổng kho Long Bình bị quân giải phóng tấn công nhiều lần, gây cho đối phương nhiều tổn thất lớn. Tiêu biểu các trận đánh sau. Ngày 23 tháng 6 năm 1966, bộ đội đặc công đánh vào tổng kho gây thiệt hại nặng, hủy diệt 40.000 quả đạn pháo các loại. Đây là trận đánh đặc công đầu tiên của đặc công Biên Hòa, mở đầu cho hàng loạt trận đánh sau này. Cuối năm 1966, vào các tháng 10, 11, 12, bộ đội đặc công U-1 đã 3 lần tấn công tổng kho Long Bình, phá hủy 353.000 đạn pháo và các loại bom. Đêm 3 tháng 2 năm 1967, bộ đội đặc công U-1 đột nhập tổng kho đặt mìn hẹn giờ, làm nổ tung 40 dãy kho, phá hủy 800.000 quả đạn pháo. Ngày 13 tháng 8 năm 1972, đoàn đặc công 113 đánh khu kho 53 Long Bình. Tham gia trận đánh có hàng chục chiến sĩ chia làm 3 mũi đột nhập, đặt 108 khối thuốc nổ hẹn giờ. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 1972, các khối thuốc nổ đồng loạt nổ tung, phá hủy 200 kho, 17 dãy nhà, thiêu hủy 15.000 tấn bom đạn, xăng dầu. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, chiến sĩ đặc công 113 đột nhập vào bãi để xe ở cao điểm 50 của tổng kho Long Bình, ra 61 quả mìn, tiêu hủy gần 200 xe quân sự. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hồi ức thời chiến xin cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau.